trạng thứ nhất, Chúa Giêsu bị kết án tử hình. Thân mật, phản bội, kết án. Trích tin mừng theo Thánh Luca. Này là mình thầy bị nộp vì các con. Này là chén giao ước mới trong máu thầy đổ ra cho các con. Trích tin mừng theo Thánh Marco. Quan Phi tô lại nói với họ Vậy các ngươi muốn ta làm gì về người mà các ngươi gọi là vua người Do Thái? Họ lại gào lên, đóng đinh nó vào thập giá. Vì muốn làm hài lòng dân, nên Phila-tô đã trả tự do cho Baraba và sau khi cho đánh đòn Chúa Giê-xu, ông giao ngài để họ đóng đanh. Tâm tình và tư tưởng của Chúa Giê-xu Con vừa cử hành lễ vượt qua với các môn đệ của con con rất muốn cử hành lễ này, lễ vượt qua cuối cùng trước khi chịu khổ hình, trước khi trở về cùng cha. Nhưng bất ngờ lễ này bị quấy rối. Ma quỷ đã xúi dục một môn đệ của con phản bội con. Trong vườn Gethsemane, môn đệ ấy đến gặp con. Với một cử chỉ yêu thương, hắn chào con và nói, kính chào thầy, và hắn hôn con. Giây phút ấy thật là cay đắng dường nào. Trong bữa tối, con đã khẩn cầu cha, xin cha giữ gìn các môn đệ của con trong danh cha, như chúng ta là một, như chúng ta. Âm hưởng của chúng ta. Lạy cho Jesus, hơn cả các môn đệ đầu tiên, chúng con cũng yếu đuối trong đức tin. Chúng con cũng có nguy cơ phản bội Chúa, trong khi lẽ ra tình thương của Chúa phải làm cho chúng con yêu mến Chúa hơn. Cần cầu nguyện, tỉnh thức, chân thành và sự thật. Như thế đức tin sẽ gia tăng và sẽ vững mạnh và vui mừng. Chúng ta hãy cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, xin mình và máu Chúa gìn giữ chúng con được sống đời đời. Ước gì phép lạ này xảy ra cho các linh mục đang cử hành thánh lễ và cho tất cả các tín hữu chúng con là những người đến bàn thờ để rước Chúa là bánh hằng sống từ trời xuống. Chặng thứ hai, Chúa Giêsu vác thập giá. Người bị liệt vào hàng giá nát. Chích tin mừng theo Thánh Mát Cô. Sau khi chế nhạo người, họ lột áo đỏ ra và mặc cho người y phục cũ của người, rồi dẫn người ra đi đóng đanh. Tâm tình và tư tưởng của Chúa Giêsu quân lính của quan tổng trấn vây quanh con đối với họ con không phải là một người nữa nhưng là một đồ vật họ muốn giỡn cợt chế nhạo con vì thế họ mặc áo vua cho con và họ cũng làm sẵn một triều thiên nhưng bằng gai họ dùng gậy đập vào đầu con họ khạc nhổ vào con và dẫn con ra ngoài vang vọng trong con những lời bi thảm của ngôn sứ Isaiah về người tôi tớ của Chúa. Người tôi tớ ấy chẳng còn vẻ đẹp nữa, bị khinh bỉ, là người đau khổ, như chiên con bị dẫn tới lò sát sinh, bị tiêu diệt khỏi mặt đất, bị đánh đập cho đến chết. Người tôi tớ ấy chính là con để tỏ lộ tình thương bao la của Thiên Chúa đối với loài người âm vang của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, vậy là Chúa bị liệt vào hàng ngũ những người gian nát. Trong thế hệ Kitô đầu tiên, chính vì đã nói công khai về Chúa, nên Phêrô và Gioan, Phaolô và Sinva đã vào tù. Qua các thế kỷ, nhiều lần cũng đã xảy ra như vậy. Cũng thế, trong những ngày này, có những người nam nữ bị cầm tù bị kết án hoặc bị giết hại chỉ vì họ là tín hữu hoặc dấn thân bên vực công lý và hòa bình. Họ không hổ thẹn vì thập giá Chúa. Họ là những tấm gương đáng ca ngợi cho chúng con noi theo. Chúng ta hãy cầu nguyện với những lời của một vị tử đạo, Sabat Bhati. Sáng ngày 2 tháng 3 năm 2011, ông Sabat Bhati bộ trưởng các nhóm dân thiểu số ở Pakistan đã bị một nhóm người võ trang giết hại. Trong chúc thư tinh thần ông đã viết, Tôi nhớ một ngày thứ sáu vượt qua khi tôi mới được 13 tuổi. Tôi nghe một bài giảng về sự hy sinh của Chúa Giêsu để cứu chuộc chúng ta và cứu độ thế giới. Tôi đã nghĩ sẽ đáp lại tình thương của Chúa bằng cách yêu thương anh chị em chúng ta đặt mình phục vụ các tín hữu Kitô, nhất là những người nghèo, những người túng quẫn và bị bắt hại đang sống tại đất nước hồi giáo này. Tôi muốn đời sống, tính tình, những hoạt động của tôi nói thay cho tôi và chứng tỏ rằng tôi đang theo Chúa Giêsu Kitô. Ước muốn ấy mạnh mẽ trong tôi đến độ tôi coi mình được đặc ân, nếu Chúa Giêsu muốn đón nhận sự hy sinh mạng sống của tôi. Dưới ánh sáng chứng từ ấy, chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin nâng đỡ tâm hồn những người bị bắt hại. Ước gì trên thế giới quyền cơ bản tự do tôn giáo được phổ biến. Chúng con cảm tạ Chúa vì tất cả những người như các thiên thần trao tặng những dấu chỉ tuyệt vời về nước Chúa đang đến chặng thứ ba, Chúa Giêsu -xu ngã xuống dưới sức nặng của thập giá. Đây là chiên thiên chúa. Trích sách Isaiah, người đã bị đâm thâu qua vì tội lỗi chúng ta, bị đề bẹp vì sự gian ác của chúng ta. Hình phạt mang lại cho chúng ta ơn cứu độ, đổ ập xuống trên người. Nhờ những vết thương của Ngài, chúng ta được chữa lành. Tâm tình và tư tưởng của Chúa Giêsu. xu con lão đảo đi những bước đầu tiên tiến về Canvario. Con đã mất nhiều máu. Con khó mang nổi gánh nặng của cây gỗ con phải vác. Và thế là con ngã xuống đất. Có người vực con dậy. Chung quanh con thấy bao nhiêu người. Chắc chắn có những người thương con. Những kẻ khác chỉ là những kẻ hiếu kỳ. Con nghĩ đến Juan Batista vào đầu cuộc đời công khai của con đã nói đây là chiên thiên chúa đấng gánh tội trần gian giờ đây sự thật của những lời ấy được tỏ lộ âm hưởng của chúng ta lạy chúa giêsu đây là ngày chúng con không được giống như người biệt phái tự ca ngợi mình nhưng phải giống như người thu thuế không dám ngẩng mặt lên vì thế với lòng tín thác chúng con cầu xin chúa là chiên thiên chúa tha thứ mọi tội lỗi của chúng con trong tư tưởng lời nói việc làm và những điều thiếu sót khi suy niệm về gánh nặng thập giá của chúa chúng con sẽ không hổ thẹn khi làm dấu thánh giá đó là một trợ lực hữu hiệu miễn phí đối với người nghèo và đối với người yếu đuối cử chỉ ấy không đòi cố gắng nào thực vậy đó là một ân phúc của thiên chúa chúng ta hãy cầu nguyện. Con của Chúa đã chia sẻ cuộc sống phàm nhân của chúng con. Lạy Cha Chí Thánh, chúng con chúc tụng Cha vì nhiều lần qua các ngôn sứ, Cha đã dạy chúng con hy vọng nơi ơn cứu độ của Cha. Chúng con chúc tụng Cha vì Cha đã yêu thương thế gian, đến độ đã sai con duy nhất của Cha đến cùng chúng con để thi hành ý định cứu chuộc của Cha, người đã chia sẻ trọn vẹn thân phận phạm nhân của chúng con, ngoại trừ tội lỗi. Người đã loan báo tin mừng cứu độ cho người nghèo, tự do cho các tù nhân và vui mừng cho người sầu khổ. Lạy Cha, chúng con xin cảm tạ Cha. chặng thứ tư, Chúa Giêsu gặp mẹ Ngài. Một lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn. Trích tin mừng theo Thánh Luca. Ông Simeon chúc lành cho họ và ông nói với Đức Maria mẹ người. Này đây, người ở đây để nhiều người ở Israel sa ngã và trỗi dậy. Và như dấu chỉ chống đối, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua lòng bà để những tư tưởng trong tâm hồn nhiều người được tỏ lộ mẹ người giữ tất cả những điều ấy trong tâm hồn. Tâm tình và tư tưởng của Chúa Giêsu Có mẹ của con trong đám đông, con hồi hộp, con không thấy rõ mẹ, máu cũng chảy xuống trên mặt con. Khi con mới sinh được 40 ngày, theo luật môi se mẹ đã mang con vào đền thờ để dâng hiến. Một ngôn sứ nói chuyện với cha con và mẹ con. Cụ tên là Simeon cụ bồng con trên tay. Cụ nói rằng con sẽ là một dấu chỉ chống đối, và cụ nói với mẹ con, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua tâm hồn bà. Trong lúc ấy, những lời đó là một thực tại cháy bỏng đối với mẹ và con. Ngày nay, sự dâng hiến hôm ấy được viên mãn. Âm hưởng của mẹ Maria hỡi con là dòng dõi thiên chúa con bị những bàn tay của phường gian ác này lôi đi và con chịu đựng con đã đến chịu xiềng xích và tự nguyện để họ dẫn đi dù con là người giải thoát nhân loại khỏi xích xiềng mẹ đau khổ dường nào hỡi lời của chúa cha con hãy nói với mẹ một lời đừng tiếp tục im lặng nữa đứng trước nữ tỳ trở thành mẹ của con lạy chúa jesus thảm trạng chúa cùng với mẹ chúa chịu đựng qua con đường nhỏ ở thành jerusalem làm cho chúng con nghĩ đến bao nhiêu thảm trạng gia đình trên thế giới có thảm trạng cho mỗi người mẹ cha con ông bà đoán xét là điều thật là dễ nhưng điều quan trọng hơn đó là đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và giúp đỡ họ khi có thể chúng con sẽ làm điều ấy chúng ta hãy cầu nguyện hễ người bảo gì các anh cứ làm lại mẹ maria chí thánh hiền thê của thánh Giuse chúng con cầu xin mẹ tháp tùng thượng hội đồng giám mục về gia đình xin chuyển cầu cho đức giáo hoàng các giám mục và tất cả những người trực tiếp can dự vào công nghị này xin cho các vị ngoan ngoãn đối với chúa thánh linh và đạt tới một sự phân định hữu hiệu các vị luôn nhớ đến thánh vịnh nói rằng tình thương và chân lý sẽ gặp gỡ nhau. Lại mẹ Maria, tại Cana, mẹ đã nhắc nhở những người giúp việc. Bất kỳ điều gì người bảo, các anh hãy làm. Xin mẹ nâng đỡ các đôi vợ chồng và cha mẹ công giáo. Họ được kêu gọi làm chứng về vẻ đẹp của một gia đình, được những chỉ dẫn của Chúa Jesus soi sáng và hướng dẫn. Chẳng thứ năm Ông Simon xứ Sirene giúp Chúa Giêsu vác thập giá. Từ cánh đồng trở về. Chích sách tin mừng theo Thánh Luca. Trong khi họ dẫn người đi, họ chặn một người tên là Simon xứ Sirene đang từ đồng trở về và họ bắt ông vác thập giá theo Chúa Giêsu. Tâm tình và tư tưởng của Chúa Giêsu con nghe thấy những tiếng kêu la chung quanh con họ bắt một nông dân đi qua đó có lẽ là tình cờ chẳng giải thích gì họ buộc ông mang gánh nặng của con con cảm thấy nhẹ nhõm họ buộc ông vác thập giá đi theo con chúng con cùng đi tới nơi hành hình hơn một lần khi rao giảng nước thiên chúa con đã nói ai không vác thập giá mình và theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi nhưng giờ đây người ấy vác cả thập giá của con có lẽ ông ta chẳng biết con là ai nhưng trong lúc này ông giúp con và theo con âm hưởng của chúng ta ca ngợi ông simon hỡi ông simon Ông cũng có phúc vì trong cuộc đời đã vác thập giá đi theo vua chúng tôi. Những người vác hiệu kỳ của các vua thật là hãnh diện, nhưng các vua sẽ biến mất với các hiệu kỳ của họ. Phúc cho đôi tay ông dơ cao và rước thập giá của Chúa Giêsu xu đấng ban sự sống cho chúng ta. Lạy Chúa, có lẽ cũng có vài người trong chúng con gặp Chúa một cách rất bất ngờ nhưng rồi, cuộc gặp gỡ ấy tăng trưởng. Chúng con coi là một ân phước lớn của Chúa, sự kiện không thiếu những người xứ Sirene trong chúng con. Họ vác thập giá cho người khác. Họ kiên trì thực hiện điều ấy. Động lực khiến họ làm như thế chính là tình yêu. Sự hiện diện của họ trở thành nguồn hy vọng. Họ thi hành lời mời gọi của Thánh Phaolô Lô anh chị em hãy vác đỡ gánh nặng cho nhau. Họ gìn giữ anh chị em như vậy. Chúng ta hãy cầu nguyện. Ai không cần một người xứ Sirene? Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói rằng, cho đi thì tốt hơn là nhận lãnh. Xin làm cho chúng con cũng sẵn sàng chu toàn nghĩa vụ của người xứ Sirene ước gì ai quan sát lối sống của chúng con cũng được khích lệ khi thấy chúng con vun trồng những gì là đẹp đúng thật và thiết yếu ai yếu đuối sẽ thấy chúng con khiêm tốn vì nhiều khía cạnh chúng con cũng yếu đuối ai nhận được từ chúng con những dấu hiệu về sự nhưng không sẽ nhận thấy rằng cả chúng con cũng có hàng ngàn lý do để nói cám ơn cả những người không thể chạy cũng có thể yên tâm vì chúng con quý mến họ. Họ sẽ thấy chúng con sẵn sàng đi chậm lại. Chúng con không muốn để họ bị thụt lại đằng sau. Chẳng thứ sáu, bà Veronica lâu mặt chúa. Các nữ môn đệ Trích tin mừng theo thánh Luca Chúa Giêsu ra đi tới các thành thị và làng mạc rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng với Ngài có 12 môn đệ và các phụ nữ đã được Ngài trừ khỏi quỷ ám và các bệnh tật. Maria gọi là Madalena đã được trừ khỏi bảy quỷ. Giovanna, vợ ông Cuza, quản gia của Herode. Susanna và người phụ nữ khác phục vụ các vị bằng của cải của họ tâm tình và tư tưởng của Chúa Giêsu. Trong đám đông có nhiều phụ nữ, lòng tử tế thúc đẩy vài người trong số họ đến gần và lâu mặt Chúa Giêsu. Cử chỉ này làm con nghĩ lại những cuộc gặp gỡ. Một cuộc gặp gỡ xảy ra cách đây một tuần. Với tình thân hữu, con đã dùng bữa tại Betania, nơi nhà bà Marta, Maria và Lazarus. Bà Maria đã muốn sức dầu thơm quý giá nơi trong con. Bà ngạc nhiên khi con nói bà hãy giữ lại để cho cuộc an tán con. Khi con ngồi ở giếng Sica mệt và khát, lúc ấy có một phụ nữ Samaria mang vò đến kín nước. Con xin bà ta nước. Con nhắc đến nước vọt ra mang lại sự sống đời đời. Dường như bà chờ đợi món quà này để cởi mở tâm hồn bà bà muốn nói với con mọi sự về bà. Con ngạc nhiên thấy bà tìm kiếm trong lương tâm. Bà trở về làng nói về con và đặt câu hỏi, phải chăng ông ấy là Đức Messia? Âm hưởng của chúng con Lạy Chúa Giêsu tối hôm nay nơi chúng con, sự hiện diện của phụ nữ thật là ý nghĩa. Trong các sách tin mừng, phụ nữ có một chỗ quan trọng họ đã giúp đỡ Chúa và các tông đồ. Một vài người trong họ đã hiện diện trong cuộc khổ nạn của Chúa, và họ sẽ là những người đầu tiên loan báo Chúa sống lại. Thiên tài nữ giới thúc đẩy chúng con sống đức tin với lòng yêu mến Chúa. Tất cả các thánh dạy chúng con điều đó. Chúng con muốn đi theo con đường của các vị. Chúng ta hãy cầu nguyện. Ơn làm mẹ thiên liêng. Lạy Chúa Giêsu, loan báo niềm tin trong thế giới và hành trình của các cộng đoàn Kitô được các phụ nữ nâng đỡ rất nhiều. Xin Chúa giữ gìn họ như những chứng nhân về hạnh phúc triển nở từ cuộc gặp gỡ với Chúa và tạo nên bí quyết sâu xa trong cuộc đời họ. Xin Chúa giữ gìn họ như dấu hiệu sáng ngời về tình mẫu tử cảnh những người rốt cùng nhưng trở thành những người đứng hàng đầu trong tâm hồn họ chặng thứ bảy, Chúa Giêsu -xu ngã xuống đất lần thứ hai. Xin đừng ở xa con. Trích tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu đến một khu đất gọi là Gethsemane để cầu nguyện. Người mang theo Phêrô và hai con ông Zebedeo, người bắt đầu cảm thấy buồn sầu và lo lắng. Người nói với họ, linh hồn thầy buồn đến nỗi chết. Các con hãy ở lại đây và canh thức với thầy người cầu nguyện và nói lạy cha nếu có thể xin cất chén này xa con nhưng đừng theo điều con muốn mà theo điều cha muốn mà thôi trích tin mừng theo thánh luca bấy giờ một thiên thần từ trời hiện ra để an ủi người đi vào cuộc chiến đấu người cầu nguyện càng tha thiết hơn và mồ hôi người trở thành như những giọt máu rơi xuống đất tâm tình và tư tưởng của chúa Giêsu. xu sự mệt mỏi cơ cực không phải chỉ về thể lý mà thôi có một cái gì sâu xa hơn mà con phải đương đầu tối hôm qua con đã cầu nguyện lâu dài cùng cha phủ phục dưới đất mồ hôi của con giống như những giọt máu nay con bước vào cơn hấp hối con đang chia sẻ kinh nghiệm tột cùng và khó khăn của những người khi họ gần chết lạy cha Cảm tạ cha vì đã sai một thiên thần từ trời đến an ủi con trong lúc này. Âm hưởng của chúng ta lại cho Giê-xu, nỗi buồn lớn lao dường nào trong vực thẳm của nhiều linh hồn bị thương tổn vì cô đơn, bị bỏ rơi, lãnh đạm, bệnh tật, cái chết của một người thân yêu và thật là khôn lường dường nào nỗi đau khổ của những người ở bên trong những biến cố tàn ác, những lời oán ghét và gian dối, hoặc họ gặp những tâm hồn chai đá tạo nên nước mắt và dẫn đến tuyệt vọng. Tâm hồn con người, con tim của tất cả chúng con đang chờ đợi một cái gì khác, chờ đợi sự gìn giữ tình thương. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con và tất cả những người thiện chí các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Chúng ta hãy cầu nguyện. Hồn tôi ơi, hãy giữ gìn và an ủi, hỡi con tim tôi hãy mở ra, hãy rộng mở như trái tim Chúa, hãy mở ra để mang hy vọng, hãy mở ra để săn sóc, hãy mở ra để lắng nghe, hãy mở ra để sức các vết thương, hãy mở ra để đem ánh sáng cho người đang ở trong tối tăm hãy gìn giữ và an ủi, hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Chặng thứ tám, Chúa Giêsu gặp các phụ nữ thành Jerusalem. Các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian. Trích phúc âm theo thánh Luca. Dân chúng đi theo người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: Hỡi chị em thành Jerusalem, đừng khóc thương ta làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Tâm tình và tư tưởng của Chúa Giêsu. Chỉ mới vài ngày trước đây con vào thành Jerusalem, một nhóm nhỏ các tông đồ vui mừng chào đón con chúng cũng đã tưng bừng hoan hô con và lớn tiếng tung hô, chúc tụng đức vua đến nhân danh chúa mà ngự đến. Thời điểm đơn sơ ấy thật là long trọng. Dù thế, nhóm biệt phái tỏ ra không hài lòng. Lễ trọng không ngăn cản được những dòng nước mắt của con rơi xuống khi nhìn thấy thành thánh. Giờ đây, trong khi con đau đớn lê bước tiến lên núi Sọ thì lại vang lên tiếng của các phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc con. Âm hưởng của chúng ta có lẽ cả ngày nay nữa, Chúa Giêsu khi nhìn các thành thị của chúng ta cũng có đủ lý do để khóc than. Ngay cả chúng ta cũng có thể mù lòa không nhìn thấy người không hiểu được con đường hòa bình hòa giải người chỉ cho. Nhưng giờ đây, chúng ta cảm nhận được lời kêu gọi người đưa ra trong bài giảng trên núi. Phúc cho những kẻ có con tim trong sạch, vì sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Và rồi, khi người nói với các môn đệ, các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian. Như thế, ánh sáng của các con chiếu dại trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc các con làm mà tôn vinh cha các con đấng ngự trên trời. Chúng ta hãy cầu nguyện. Trong ánh sáng của thành thánh Jerusalem thiên quốc, Lạy Chúa, Chúa đã gọi chúng con đến thành thánh Jerusalem thiên quốc là lều Chúa dựng với con người. Chúa đã hứa là tại nơi đó, Chúa sẽ lau khô mọi giọt nước mắt của chúng con. Sẽ không còn chết chóc, tan tóc, không còn than khóc, âu lo. Chỉ có Chúa là Thiên Chúa chúng con và chúng con là dân Chúa. Lạy Chúa, xin gìn giữ trong chúng con niềm hy vọng sau thời cơ cực gieo trong nước mắt, sẽ đến lúc gặt hái trong vui mừng. Chặng thứ chín, Chúa Giêsu ngã lần thứ ba. Chuyến đi của Chúa Giêsu. Trích phúc âm theo Thánh Gioan. Thầy đã từ Cha mà đến và thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Cha. Tâm tình và tư tưởng của Chúa Giêsu. Hành trình trong thế gian của con sắp kết thúc. Khi con chào đời, mẹ con đã đặt con trong một máng cỏ con đã trải qua hầu như suốt đời con ở Nazareth. Con đã tự chìm vào trong lịch sử của dân tuyển chọn, như là người lưu động được cha phái đến, con đã loan báo tình yêu bao la của Chúa, không quên một ai cả. Sự chiều dài của tình yêu ấy, trung thành trải dài qua các thế hệ. Sự cao cả của tình yêu Chúa, hy vọng chiến thắng cả sự chết và sự thẳm sâu của tình yêu Chúa đã gửi con đến không phải cho những người công chính, nhưng là cho người tội lỗi. Nhiều người đã nghe tiếng con và đi theo con, trở thành môn đệ của con. Nhiều người khác không hiểu ý con. Vài người khác nữa kình chống lại con và cuối cùng đã kết án con. Nhưng chính trong lúc này mà hơn bao giờ hết, con có sứ mạng vén mở cho thấy tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Âm hưởng của chúng ta Chúa giê -xu đứng trước tình yêu của người và tình yêu của Chúa Cha, hỏi chúng ta rằng có phải chúng ta đang chạy theo nguy cơ chiều theo thế gian cho rằng cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa là ô nhục và điên rồ, trong khi đó là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa chúng ta chẳng phải là những tín hữu Kitô nhạt nhẽo hờ hững, trong khi tình yêu của người là màu nhiệm nóng bỏng nồng cháy đó sao? Chúng ta thấu hiểu rằng trước khi Chúa đến giữa loài người chúng ta, chúng ta đâu có biết Chúa là ai. Đến khi người, con một Thiên Chúa xuống trần, Thiên Chúa đấng đã nhào nặn con người theo hình ảnh của mình, đã cho phép con người hướng cái nhìn lên Thiên Chúa và đã hứa ban nước trời cho nhân thế làm sao mà chúng ta lại không kính yêu đấng đã thương yêu chúng ta trước được chúng ta hãy cầu nguyện a ba cha ơi lạy thiên chúa chúng con dám gọi chúa là cha lạy cha chúng con nghĩ đến chúng con như là con cái thiên chúa là một món quà tuyệt hảo và chúng con đời đời cảm tạ ơn chúa lạy cha chúng con biết phận mình không đáng là một hạt bụi trong không gian. Chúa đã ban cho chúng con một phẩm giá cao vượt, đã mời gọi chúng con đến chỗ tự do. Xin hãy giải thoát chúng con khỏi mọi hình thức nô lệ. Xin đừng để chúng con lang thang rời xa Chúa. Xin gìn giữ chúng con, ôi lạy Chúa, gìn giữ mọi người chúng con xin bảo mộc mọi người sống trên trái đất này. Chặng thứ 10, Chúa Jesus bị lột áo. Chiếc áo choàng. Trích sách thánh vịnh, chúng chia áo con, chúng bốc thăm chia áo trùng của con. Tâm tình và tư tưởng của Chúa Jesus. Con lặng im, con cảm thấy mình bị hạ nhục vì một cử chỉ xem ra thật tầm thường. Con đã bị lột áo sống trước đây vài giờ rồi, cảm nghĩ của con hướng về mẹ con đang có mặt ở đây sự nhục nhã của con cũng là của mẹ con chính cách hành xử này cũng làm tan nát linh hồn mẹ con chính mẹ con đã may cho con chiếc áo choàng vừa bị tước lột chiếc áo là biểu tượng của tình yêu mẹ dành cho con âm hưởng của chúng ta Chiếc áo choàng của Chúa, ôi lạy Chúa, làm cho chúng con nghĩ đến một thời điểm hồng phúc và đồng thời đến những biến cố vi phạm phẩm giá con người. Hồng phúc là thời điểm bí tích rửa tội. Với đứa bé vừa được trở thành Kitô hữu, người ta nói, con đã trở thành thụ tạo mới và mặc lấy Chúa Kitô. Chiếc áo trắng này là dấu chỉ phẩm giá mới của con. Với lời nói cũng như gương mẫu của các người thân, con hãy mặc nó và giữ gìn nó khỏi bị lấm bẩn cho sự sống đời đời đây chính là chân lý sâu xa nhất của sự sống con người trong cùng lúc đó với tình yêu dùng để giữ gìn mọi thụ tạo chúa khiến chúng con nghĩ đến những hoàn cảnh thương đau nạn buôn người các điều kiện của những trẻ em chiến binh nạn lao động như nô lệ những trẻ em và thiếu niên bị cướp đoạt chính bản thân bị thương tổn trong nội tâm bị hạ nhục cách man rợ chúa thúc đẩy chúng con phải cúi mình khiêm hạ xin lỗi tất cả những người đã chịu đựng những nhục nhằn như thế và phải cầu nguyện để sau cùng có thể thức tỉnh lương tâm của những người đã che phủ trời cao trong cuộc sống người khác này Trước mắt Chúa, ôi lạy Chúa Giêsu, chúng con xin lập lại lời hứa sẽ chiến thắng sự giữ với điều thiện. Cầu nguyện. Hai con đường. Phúc cho ai không cộng tác với kẻ giữ, không đi cùng đường với người tội lỗi và không ngồi cùng bàn với những kẻ kiêu căng, nhưng biết tìm thấy niềm vui trong lề luật của Chúa, biết nghiền ngẫm lề luật ngày đêm. Người ấy sẽ như cây trồng bên dòng nước, cứ suốt mùa hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ, làm chi cũng sẽ thành đạt. Chặng thứ mười một, Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá. Ngay tòa tối cao của tình yêu Thiên Chúa. Chích tin mừng theo Thánh Gioan. Bấy giờ, Chúa Giêsu bị trao cho họ, để họ đóng đinh người vào thập giá, tô cho viết cả tấm bảng và treo trên thập giá. Tấm bảng ghi hàng chữ: "Giêsu thành Nazareth, vua dân Do Thái. Tâm tình và tư tưởng của Chúa Giêsu. Chúng đang đóng đinh tay và chân con. Hai tay con bị gian rộng. Những chiếc đinh đau đớn cắm sâu vào da thịt con. Thân xác con bị kèm chặt." Nhưng con tim con vẫn tự do, như chính con đã tự nguyện chịu khổ nạn. Tự nguyện vì tình yêu, một tình yêu muốn ôm trọn tất cả mọi người. Con quan sát những kẻ đang đóng đinh con. Con nghĩ đến những kẻ đã ra lệnh cho họ. Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Bên cạnh con là hai kẻ khác cũng bị kết án đóng đinh thập giá. "Một trong hai người này xin con hãy nhớ đến anh khi vào đến nước trời của con." "Được, con nói, ngày hôm nay anh sẽ cùng tôi ở trên thiên đàng." Âm hưởng của chúng ta. Chúng con nhìn lên Chúa, "Ôi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá," Và trong sâu thẳm lương tâm chúng con nổi lên những câu hỏi thúc bách, bao giờ thì án tử hình mới bị hủy bỏ hoàn toàn? Ngày nay, án này vẫn còn được áp dụng tại 58 quốc gia. Cho đến bao giờ mọi hình thức tra tấn hay hạ sát tàn bạo người vô tội mới được xóa tan? Tin mừng của Chúa là phương thế chắc chắn nhất để bảo vệ con người, bảo vệ mỗi một người. Chúng ta hãy cầu nguyện. Xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ôm lấy thập giá để dạy cho chúng con biết dâng hiến cuộc đời chúng con cho tình yêu. Trong giờ chết, Chúa đã lắng nghe tiếng nài van của tên trộm hối cải lại đấng cứu thế vô tội, người đã bị liệt vào hạng bất công và bị kẻ tội lỗi xử án. Xin thương xót chúng con. Chặng thứ 12, Chúa Giêsu chết trên thập giá. Ôi lạy Chúa Giêsu, Chúa còn thiết giường nào đối với chúng con? Lời Chúa Giêsu trên thập giá. Chúa Giêsu kêu lớn tiếng, lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Chúa bỏ rơi con? Rồi hướng về thông mẫu, Chúa nói, Thưa bà, đây là con bà. Và với môn đệ doan, này là mẹ con. Chúa còn nói, ta khác, rồi nói, mọi sự đã hoàn tất. Và sau cùng, lạy cha, con xin phó thác hồn con trong tay cha. Âm hưởng của chúng ta Lạy Chúa Giêsu trên thập giá Chúa đã cầu nguyện. Chính trong cách thức này mà Chúa đã sống đỉnh cao nhất của ơn gọi và sứ mạng của Chúa. Trong giờ phút ấy, Chúa đã nói với mẹ người và môn đệ doan của người. Qua các vị, Chúa đã nói với tất cả chúng con. Tất cả chúng ta được gửi gắm cho mẹ người. Chúa xin chúng con tiếp nhận mẹ trong cuộc đời chúng con để được mẹ chăm sóc gìn giữ như mẹ đã từng chăm sóc gìn giữ người. Chúng con ghi khắc sâu xa ấn tượng về sự kiện, suốt trong cơn hấp hối kéo dài lâu giờ, Chúa đã lớn tiếng kêu vang với Thiên Chúa bằng những lời thánh vịnh, nói lên sự đau khổ, nhưng đồng thời cũng bày tỏ hy vọng của người công chính. Thánh sử Luca nhắc nhở rằng, ít lâu trước khi trút hơi thở cuối cùng Chúa nói, Lạy cha, con xin phó thác hồn con trong tay cha. Câu đáp trả của Chúa cha sẽ đến, đó sẽ là sự phục sinh. Chúng ta hãy cầu nguyện. Omnia nobis est Christus. Chúa cần thiết đối với chúng con, ôi lạy Chúa Kitô, để chúng con thấu hiểu chính bản thân và vận mệnh của chúng con. Lạy Đấng đã chịu đau khổ lớn lao Chúa cần thiết để chúng con biết được ý nghĩa của khổ đau. Lạy đấng chiến thắng sự chết, Chúa cần thiết để chúng con được giải thoát khỏi tuyệt vọng và phủ nhận. Lạy Chúa Kitô, Chúa cần thiết để chúng con học tình yêu chân thực và để bước đi trong vui mừng và sức mạnh của tình yêu Chúa. Con đường cơ cực của chúng con cho đến cuộc gặp gỡ chung kết với Chúa đấng được yêu mến, chờ mong và chúc tụng muôn đời. Chặng thứ 13. Chúa Giêsu được hạ xuống khỏi thập giá. Con đường vương giả của giáo hội. Trích phúc âm thánh Matthew. Viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Chúa Giêsu nói: "Quả thật, người này là con Thiên Chúa." Ở đó cũng có nhiều người phụ nữ trong số đó có bà Maria Magdala, bà Maria mẹ ông Jacobe và Jose và bà mẹ ông Jebedi. Chúa Giêsu đã từ thế gian này về với Chúa Cha. Cuộc khổ nạn của người đã trao ban cho chúng ta hồng ân khám phá ra nỗi say mê của Thiên Chúa đối với loài người giữa dòng lịch sử. Các thánh đã đáp trả tình yêu này bằng cách trở thành môn đệ và tông đồ. Cả chúng ta nữa chúng ta cũng được mời gọi. Âm hưởng của chúng ta Trong người ôi lạy Chúa giê -xu, ngôi lời nhập thể, chúng con được mời gọi trở thành giáo hội tử nhân. Trong người, đấng tự chọn làm kẻ nghèo hèn, giáo hội được kêu gọi sống khó nghèo và làm bạn với người nghèo. Khi chiêm ngắm thánh nhan Chúa, chúng con không thể có một dung nhan khác với người sự yếu đuối của chúng con sẽ biến thành sức mạnh và chiến thắng nếu diễn tả được sự khiêm hạ và hiền lành của chúa chúng con chúng ta hãy cầu nguyện lạy cha xin hãy mở rộng trong khắp nhân loại vương quốc công lý và hòa bình mà cha đã chuẩn bị qua con duy nhất của cha vua và đấng cứu thế của chúng con như thế hòa bình chân chính và dịu ngọt sẽ được trao ban cho con người kẻ khó nghèo tìm được công lý, kẻ buồn sầu sẽ được ủi an, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc trong người, đấng là Thiên Chúa chúng con, hằng sống và hiển trị cùng với cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đời đời chẳng cùng. Chặng thứ 14 Mai táng Chúa Giêsu trong mộ được giữ gìn mãi mãi chích phúc âm theo thánh gioan. Sau những sự việc đó, ông Giuse arimate xin quan philato cho phép hạ thi hài đức giêsu -xu xuống. Philato chấp thuận. Vậy ông Giuse đến hạ thi hài người xuống. Ông Nicodemo cũng đến và mang theo khoảng ba mươi ký mộc dược trộn với trầm hương. Các ông nhận lấy thi hài chúa giêsu lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Tâm tình và tư tưởng của Chúa Giêsu. Thi hài của các tử tội bị đóng đinh thường bị cho là không đáng để được chôn cất nữa. Thế mà hai người có uy tín là Giuse Arimate và Nicodemo lại chăm sóc gìn giữ cách thật ân cần cẩn trọng thi hài Chúa Giêsu. Ông Giuse Arimate nói với chúng ta rằng: "Thật may mắn biết bao cho tôi và cho các ông được trở thành môn đệ Chúa Giêsu. Trước kia tôi trốn chui trốn lũi. bây giờ ngược lại, tôi tìm thấy trong mình sự can đảm lớn lao tôi dám đối diện với quan phi -la tô để lấy được thi hài chúa giê -xu. hơn là can đảm thật ra phải nói là sự cảm mến và niềm vui mới là điều quyết định tôi vui mừng vì đã dâng hiến một ngôi mộ mới đục trong đá tôi nói với các ông hãy yêu mến đấng cứu chuộc chúng ta ông nicodemo cũng có thể nói thêm rằng tôi đã sống cuộc gặp gỡ Đức Giêsu lần đầu tiên trong những giờ phút đêm đen. Chúa đã mời gọi tôi tái sinh từ trên cao. Chỉ về sau tôi mới từ từ hiểu được lời người nói. Bây giờ, tôi hiện diện nơi đây để vinh danh thi hài người. Tôi đã tự nguyện đem đến trầm hương và mộc dược. Nhưng thực tế là người đã giúp tôi rất nhiều người đã tẩm hương thơm trọn cuộc đời tôi. Mẹ Maria nói với con tim chúng ta, Doan đã ở gần mẹ, dưới chân thập giá, lòng tin của mẹ đã bị thử thách nặng nề, như đã xảy ra ở Bethlehem và Nazareth, ngay cả giờ đây, mẹ vẫn âm thầm suy gẫm trong lòng. Mẹ tin vào con thiên chúa niềm hy vọng của người mẹ vẫn không tắt ngấm trong mẹ còn các con cũng hãy vững tin cho tất cả các con mẹ cầu xin hồng ân một đức tin vững mạnh cho những người đang trải qua những ngày đen tối sự ủi an chúng ta hãy cầu nguyện kính chào mẹ maria đầy ơn phước đức chúa trời ở cùng mẹ Mẹ có phúc hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng mẹ gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.